Giảm cân bằng rau củ quả hột hoạt xay, hay còn gọi là nước ép hoa quả, có được không ạ? Rất là dễ thôi. Sau đây mời các bạn lắng nghe cái sự chia sẻ của Kim Toàn nhé. Thực ra nước ép hoa quả là mọi người hay gọi quen miệng là nước ép thôi, nhưng thực ra bây giờ rất ít người sử dụng nước ép mà chúng ta sẽ xay. Có nghĩa là tất cả các loại rau củ quả mà các bạn thích đấy, các bạn sẽ cho vào máy xay sinh tố xay lên và sử dụng cái nước ép đó thay thực phẩm ăn và uống hàng ngày. Các bạn có thể bảo quản bằng ngăn lạnh nhé. Và cốt lõi ở trong đây đấy, nước ép hoa quả thực ra là vitamin. Và vitamin tự nhiên nhé, các bạn lưu ý nhé, vitamin tự nhiên thay vì các bạn sử dụng các loại vitamin làm sao ạ, tổng hợp sẵn. Thì khi chúng ta muốn giảm cân đấy, các bạn hình dung này, chúng ta có một cái công thức cứng. 1 kg cân nặng của chúng ta bao gồm thịt mỡ, thịt nạc hoặc riêng mỡ, riêng nạc, đúng không ạ? Sẽ tương đương với khoảng 7.500 calo, khoảng 7.500 calo nhé. Và khi chúng ta muốn giảm mỡ, chúng ta chỉ muốn giảm mỡ thôi. Đại đa số chúng ta là chỉ muốn giảm mỡ, nhưng chúng ta không biết thì chúng ta cứ dùng từ là giảm cân, đúng không ạ? Nhưng chính xác là chúng ta giảm mỡ, chúng ta không hề muốn giảm thịt nạc xuống và cũng không hề muốn giảm xương, đúng không ạ? Xương của chúng ta mà giảm xuống thì làm sao? Thì thành loãng xương mất. Và chúng ta cũng không hề muốn giảm cái nước của mình xuống. Nước nó làm cho chúng ta duy trì và vận hành cơ thể rất là tốt, đặc biệt là da. Còn nếu như các bạn này giảm cả nước xuống thì toi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ rất là mệt mỏi. Thì để có thể giảm được mỡ thì các bạn phải cung cấp các loại rau củ quả hột hạt xay. Để làm gì ạ? Toàn bộ cái lượng vitamin ở trong đó nó sẽ giúp cơ thể chúng ta hấp thụ năng lượng tốt hơn và đào thải mỡ tốt hơn. Thì ở đây hấp thụ năng lượng cụ thể là hấp thụ cái gì? Chúng ta chỉ giảm mỗi tất cả những cái thứ nhé, mỗi là một thứ thôi, và tất cả những thứ là tạo ra mỗi thứ đó. Ví dụ bây giờ chúng ta chỉ muốn giảm mỡ thì chúng ta phải cắt tất cả những thứ tạo ra mỡ, đúng không? Ví dụ như là các loại nước ép hoa quả nhé. Vừa rồi là Kim Toàn dùng từ nước ép hoa quả, nhưng chính xác là các loại nước xay hoa quả đó. Thì nếu như chúng ta mà dùng nước ép hoa quả xong chúng ta lại hâm nóng nước ép hoa quả lên chúng ta uống thì chúng ta lại càng béo thêm, đúng không? Mà các bạn phải lưu ý nhé, là phải xay các loại hoa quả của mình lên tạo thành cái nước uống hàng ngày, đúng không? Thì đó chính là vitamin, và đồng thời chúng ta ăn cả các chất xơ vào, và các cái chất xơ đó sẽ giúp chúng ta giảm cân rất là nhanh, rất là hiệu quả. Thậm chí mà các bạn còn cảm giác rằng mình còn khỏe hơn nữa cơ, không hề mệt. Cái giá trị ở đây hơi khó giải thích một chút. Có rất nhiều người thì chẳng dùng sức khỏe vào việc gì mấy, thành ra là đối với họ là yếu hay khỏe là cũng như nhau, không đáng kể. Nhưng có những người làm việc rất là nhiều hàng ngày, cái khối lượng công việc rất là lớn, chính vì vậy họ rất cần sức khỏe. Họ cảm thấy mình yếu đi một chút là họ cảm thấy nó rất là mệt mỏi, không đủ năng lượng để làm hết công việc hàng ngày được giao, đúng không ạ? Thì quay lại vấn đề này, chúng ta chỉ giảm mỡ, mà muốn giảm mỡ thì các bạn phải cắt cái gì ạ? Tất cả những thực phẩm tạo ra mỡ, tất cả những thực phẩm tạo ra mỡ. Và chúng ta cung cấp vitamin cho cơ thể, cụ thể là các loại vitamin xay. Rồi, và khối lượng cụ thể như thế nào, bao nhiêu thì các bạn cứ comment xuống phía dưới hoặc inbox với Kim Toàn, hoặc vào nhóm thì Kim Toàn sẽ chia sẻ rất là cụ thể và chi tiết hơn, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại ở video.